nhóm chuyển giao quyền lực của chính quyền Tổng thống mới đắc cử Joe Biden thông báo sẽ ban hành khoảng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ. Tổng thống mới đắc cử ông Joe Biden sẽ có ngày bận rộn ngay sau khi nhậm chức với việc ký một loạt các sắc lệnh thay đổi chính sách của người tiền nhiệm, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và nhập cư. Theo ông Ron Klain, tránh văn phòng Nhà Trắng của chính quyền sắp tới, ông Biden sẽ công bố một loạt sắc lệnh hành pháp mà ông đã cam kết trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Các lệnh hành pháp sẽ tập trung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, cuộc khủng hoảng kinh tế, cuộc khủng hoảng khí hậu và cuộc khủng hoảng sắc tộc. Động thái này sẽ được thực hiện ngay trong ngày 20 tháng 1, trong đó bao gồm cả việc tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đảo ngược lệnh cấm đi lại đối với các quốc gia có phần đông người đạo Hồi, bắt buộc đeo khẩu trang khi đi lại giữa các bang và tại các cơ sở liên bang. Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức ở một thời điểm đất nước đang đối mặt với khủng hoảng sâu sắc trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cam kết hành động ngay lập tức để bắt đầu giải quyết những cuộc khủng hoảng và xây dựng lại tốt hơn. Hầu hết các biện pháp này đều đảo ngược chính sách mà ông Trump theo đuổi và cũng không đòi hỏi quốc hội phải thông qua. Trong diễn biến liên quan, ít nhất 19 trên 50 tiểu bang của Mỹ đang triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tại thủ phủ để chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra bạo loạn vào ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trong đó các bang Texas, Virginia và Kentucky có kế hoạch đóng cửa khu vực tòa nhà nghị viện trong những ngày tới. Hai bang Michigan và Indiana thậm chí còn hủy bỏ các cuộc họp của nghị viện vào tuần tới vì lo ngại khả năng xảy ra bạo loạn. Các động thái trên cho thấy làn sóng lo ngại ngày càng lan rộng về nguy cơ xảy ra biểu tình bạo lực vào ngày 20 tháng 1, ngày nhậm chức của ông Biden. Một loạt bang trên khắp nước Mỹ hôm 15 tháng 1 đã huy động vệ binh quốc gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa các tòa nhà của cơ quan công quyền trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Nhiều nguồn tin cho biết các cuộc biểu tình dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai và kéo dài cho đến ngày nhậm chức. Theo kế hoạch, 25.000 binh sĩ, nhân viên thực thi pháp luật, quân đội, tình báo sẽ được huy động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại thủ đô Washington. Ngoài thủ đô, chính quyền hơn 10 bang cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của vệ binh quốc gia để bảo vệ các tòa nhà công quyền và hỗ trợ cảnh sát địa phương. Lễ nhậm chức luôn là sự kiện quan trọng với cấp độ bảo đảm an ninh ở mức cao nhất. Tuy nhiên, năm nay, Mỹ phải tăng cường chiến dịch bảo vệ sau vụ người biểu tình gây bạo loạn tại điện Capitol hôm 6 tháng 1 vừa qua. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 15 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau khi hoàn thành tất cả chương trình nghị sự. Đại hội đã bầu ông Thonglun Sisulit giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11. Vân Thiên, Đặng Thùy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào đưa tin. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 11 gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Thonglun Sisulit giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 11, bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 đồng chí, do đồng chí Kham Phan Phong Mạ Thắt làm chủ nhiệm ủy ban, bầu Ban Bí thư Trung ương gồm 9 ủy viên, do đồng chí Bun Thong Chit Mani làm thường trực Ban Bí thư. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định Lào sẽ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã lựa chọn, lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Cai Sòn Phôn Vi Hẳn làm nền tảng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cảnh báo việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở nhiều khả năng sẽ làm suy yếu Hiệp ước và gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn khẳng định các đồng minh NATO vẫn cam kết đối thoại với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí. Trước đó, ngày 15 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đang khởi động các thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước, lợi ích của các quốc gia đã bị xáo trộn đáng kể và nhiều thành viên trong Hiệp ước không ủng hộ các đề xuất của Nga để duy trì khả năng tồn tại trong các điều kiện mới. Hồi cuối tháng 5 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước với lý do Nga liên tục vi phạm các thỏa thuận, song Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Thưa quý vị, thế giới đã vượt mốc 2 triệu ca
vì COVID-19 trong khi các biến thể mới của virus này không ngừng xuất hiện và được ghi nhận ở nhiều quốc gia. Theo các chuyên gia y tế, trong cuộc chạy đua với các biến thể mới, thế giới cần phải hành động nhanh và quyết liệt trong nghiên cứu triển khai tiêm phòng vaccine và ngăn chặn đại dịch lây lan. Cột mốc đáng buồn 2 triệu ca ghi nhận chỉ hơn một năm sau khi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Theo Đại học Johns Hopkins, số người do COVID-19 tương đương với dân số của các thành phố lớn như Bruxelles của Bỉ, Mecca của Ả Rập Xê Út hay Viên, Áo. Trong bối cảnh này, tại các quốc gia giàu có như Mỹ, Anh, Israel, Canada và Đức, hàng triệu người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine bảo vệ, thì ở nhiều nước khác, việc tiêm chủng hầu như chưa được bắt đầu. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cột mốc 2 triệu người đã trở nên tồi tệ hơn do thiếu vắng nỗ lực phối hợp toàn cầu. Đằng sau con số đáng kinh ngạc này là những cái tên, những khuôn mặt và những nụ cười giờ chỉ còn là ký ức. Đáng buồn thay, khoa học đã thành công nhưng sự đoàn kết đã thất bại. Trong khi thế giới vẫn đang loay hoay trong các làn sóng lây nhiễm mới, virus SARS-CoV-2 đã không ngừng biến đổi. Các biến thể mới của virus tại Anh và Nam Phi đều có khả năng lây nhiễm đặc biệt cao, hiện đã lây lan ra hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua. Virus liên tục biến đổi để lây lan dễ dàng hơn, còn nhân loại cố gắng ngăn chặn sự lây lan đó. Các nghiên cứu cần được đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn. Các chuyên gia hàng đầu của WHO cũng cảnh báo thế giới rất khó đạt khả năng miễn dịch cộng đồng trong năm nay, tức là ít nhất 70% dân số toàn cầu phải được tiêm phòng. Trong động thái mới nhất, WHO tiếp tục kêu gọi phân phối công bằng vaccine trên toàn cầu. Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nhấn mạnh mục tiêu tham vọng rằng trong 100 ngày tới, tất cả các nước sẽ tiến hành tiêm phòng để các nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao nhất sẽ được bảo vệ trước tiên. Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ viện trợ 500.000 liều vaccine COVID-19 miễn phí cho quốc đảo này, đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp của Trung Quốc đẩy nhanh quá trình thực hiện các hợp đồng cung cấp vaccine cho Philippines. Đáp lại lời của ông Rodrigo Duterte, bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Philippines trong việc chống lại đại dịch COVID-19, đặc biệt là viện trợ vaccine miễn phí, đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực. Hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hợp tác giúp kinh tế Philippines sớm được phục hồi. Trước đó, Philippines cũng đã đặt mua 25 triệu liều vaccine từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc. Philippines là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đến 4 quốc gia Đông Nam Á lần này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trước đó, ông Vương Nghị đã đến thăm Myanmar, Indonesia và Brunei. Giới chức Trung Quốc và Philippines cũng đã ký một thỏa thuận viện trợ lên đến 77 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Philippines xây dựng một cơ sở hạ tầng và một thỏa thuận xây đường sắt dài 71 km ở phía bắc thủ đô Manila với số vốn đầu tư lên đến 940 triệu đô la Mỹ.